Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm 15 ngày 16 tháng 10 năm 2023 được dự báo như sau. Khu vực cung viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ từ 12 đến 23 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và phủ núi Đất phía Tây có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu vực vùng núi thấp, khu vực này có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, có nơi chuyển rét. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 80%.